Link xem trực tiếp U23 ở dập xe út với U23 Brazil 15 giờ ngày 28 tháng 7. U23 ở dập Seoul bị đánh giá yếu nhất bảng D và thực tế hai trận đấu vừa qua đã cho thấy điều này. Đội bóng châu Á thua cả hai trận dù đã rất nỗ lực, đã chính thức bị loại. Với lực lượng, đẳng cấp thua kém Brazil, ở dập Seoul đương nhiên khó mơ về một trận chia tay đẹp. Thậm chí, nếu không tập trung, đoàn quân áo xanh trắng còn có thể phải nhận nhiều bàn thua. U23 Brazil đáng ra đã sớm giành tấm vé đi tiếp nhưng việc để xảy chân trước bờ biển Nga khiến họ phải nỗ lực trong trận đấu cuối. Brazil chỉ cần một điểm để chắc chắn đi tiếp nhưng đội bóng Nam Mỹ có thể sẽ muốn nhiều hơn thế. Không loại trừ khả năng Brazil sẽ chơi tưng bừng, giành thắng lợi đậm trước đối thủ.